Bữa nay là chúng tôi làm cái đầu bờ chuyên đề về cái hàng rẫy. Ở tại đây là gì? Địa danh đây gì? Ấp 6, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đó. Rồi 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 đây. Bây giờ là A giờ U. Cách cái Golf Field rồi muốn cái cây gì đó nữa mà hồi làm mẫu luôn cho ông coi luôn nè. Ha, hôm nay là đấy. Đó, trên cái nón có cái số điện thoại nghe mấy không? Nha. Đó, và hai bên là có làm hai cái lưới đang cho làm đổ mồ hôi là nó thoát ra. Đó. Đẹp không? Đây, quy trình. Không, giờ mấy ông coi giùm đi rồi đổi nón đi rồi góp ý giùm. Là coi cái nón này có cần cải thiện gì nữa không, tại vì trong cuộc sống á luôn luôn là phải cầu thị cái cầu trang hả? Được không, góp ý đi, có nghĩa là cái nón gì là xấu đẹp hay là vấn đề được phải không? Dạ, với cái dành gì là cứng cáp gì được không ha? À. Là thêm cái nữa để mốt đổi lại cái cách dạ. Đây ha, sẵn đây làm những cái thí nghiệm về cái đề cách cái thực pha thuốc luôn cho bà con ha, thấy rõ ràng không anh em? Ba lớp ha, nè, lớp tủa đáy nè thấy không? Lớp cái ngàn ngàn ở giữa nè thấy không? Và cái lớp đục trong thấy chưa? Rồi vô đây quay thuốc luôn nè. Được mà. Đang tặng quay. Cái đó đi bán cái số luôn. Vô đây tặng nó. Dạ. Tặng em cái nón luôn phải không? Dạ kêu nó xanh ra tặng cho cái nón luôn. Cái MBS mập bông tăng đậu quả, cốc chúa là trừ cái bộ trĩ rầy xanh, giống kết thúc. Nó giáp kẽm là bung chòi. Nói tặng liền chứ. Ra rễ. Đậm đỏ. Quality là chống méo trái, nước trái và rụng trái. Camin là cái đặc trị cái vi khuẩn. Cái Elixir đâu nha, đây Elixir nhớ nha, Elixir là chuyên về những bệnh trên trên lá, trên trái, trên đọt là hướng thiên. Tặng đấy, tặng tặng cho bán số cho mát nha. Rồi còn cái BOBL là cái vi sinh là ngừa bệnh chết xanh, chết chết cây cú rễ ở dưới gốc. À. Rồi nếu quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy là 0949 237 249. Ngước lên gốc, Goldfield lắng nghe và chia sẻ.